lần đầu tiên sau gần một năm, cư dân trên trái đất sẽ có thể quan sát nguyệt thực toàn phần chu kỳ mà mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, và trong thời gian đó mặt trăng tối dần thành màu hơi đỏ. Điều này sẽ xảy ra vào tối muộn của Chủ nhật ngày 15 tháng 5 và vào sáng sớm của thứ Hai ngày 16 tháng 5. Cư dân của hầu hết Bắc Mỹ, tất cả Trung và Nam Mỹ, Tây Âu, hầu hết Châu Phi và Đông Thái Bình Dương sẽ có thể quan sát nguyệt thực. Trong thời gian diễn ra nguyệt thực, mặt trăng toàn phần sẽ đi vào bóng của trái đất và bị mờ đi, tổng cộng sẽ kéo dài 85 phút, mặc dù toàn bộ quá trình sẽ kéo dài khoảng 5 giờ 20 phút. Nhật thực có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, mặc dù có thể xem nó qua ống nhòm hoặc kính viễn vọng sẽ còn ngoạn mục hơn. Vào đêm này, mặt trăng sẽ xuất hiện lớn hơn kể từ khi chỉ còn 1,5 ngày nữa cho đến khi mặt trăng đạt đến độ cao điểm trên quỹ đạo của nó khi nó ở gần trái đất nhất. Trên thực tế, nó sẽ xuất hiện lớn hơn khoảng 12% so với khi nó ở apogee điểm trên quỹ đạo của nó khi nó ở xa trái đất nhất. Các giai đoạn của nguyệt thực sẽ xảy ra đồng thời cho tất cả mọi người. Mặc dù không phải ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ sự kiện do thời gian mọc và lặn của mặt trăng. Vậy, chính xác thì nguyệt thực là gì? Nguyệt thực xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng gần như thẳng hàng một cách hoàn hảo trong không gian. Không phải ngẫu nhiên, điều này cũng xảy ra trong trăng tròn. Thời điểm mà mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt của mặt trăng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Mặc dù trong nguyệt thực, mặt trời không thể chiếu sáng mặt trăng vì nó đang bị trái đất chặn khi mặt trăng di chuyển vào vùng bóng tối của nó. Khi quá trình này xảy ra, mặt trăng bắt đầu tối dần, cho đến khi toàn bộ đĩa của mặt trăng rơi vào bóng của trái đất và mặt trăng sẽ chuyển từ màu xám sang màu đỏ cam mờ. Quá trình này sau đó tiếp tục cho đến khi mặt trăng không còn ở trong bóng của trái đất và bắt đầu được mặt trời chiếu sáng một lần nữa. Chính xác nguyên nhân nào khiến mặt trăng chuyển sang màu cam đỏ mờ mà bạn sẽ quan sát được? Hiệu ứng này là do sự tán xạ và bẻ cong hay khúc xạ của ánh sáng mặt trời qua bầu khí quyển của trái đất, là hiệu ứng tương tự xảy ra vào lúc mặt trời mọc hoặc lặn. Sau đó, ánh sáng này phản chiếu ra khỏi bề mặt của mặt trăng, làm cho mặt trăng có màu đỏ cam tuyệt đẹp đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.